Trong những năm qua, boxing nữ Việt Nam đã ghi nhận những vận động viên xuất sắc, đóng góp vào bảng thành tích vàng cho thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực và châu lục. Một trong số đó chúng ta không thể không nhắc đến Hà Thị Linh. Nữ võ sĩ người Tày sinh ra tại Lào Cai đã vượt qua bao thử thách khó khăn và bằng tình yêu đam mê cháy bỏng với môn boxing để bước lên võ đài, lần lượt chinh phục hàng loạt những tấm đai vô địch trong sự thán phục của giới chuyên môn và người hâm mộ. Đến với boxing như một cơ duyên, từ một vận động viên bóng chuyền, Hà Thị Linh đã được huấn luyện viên Nguyễn Như Cường lúc đó đang phụ trách môn boxing nữ Hà Nội phát hiện và đưa xuống trung tâm huấn luyện vận động viên cấp cao Hà Nội. Cô gái người dân tộc Tây thời điểm đó được ban huấn luyện đánh giá rất cao bởi tiềm năng cùng nền tảng thể lực rất tốt. Theo cựu võ sĩ nổi tiếng một thời của Việt Nam, Hà Thị Linh thực sự là của hiếm trong làng quyền Anh Việt Nam cũng như Hà Nội. Bằng sự kết hợp giữa tôi đi tuyển sinh ở trên Yên Bái, kết hợp với em Linh đang là vận động viên ở bóng chuyền, và tôi lên đấy kết hợp cùng với bộ môn boxing của Yên Bái đã phát hiện ra em Linh và đưa về Hà Nội để tập luyện. Em Linh thì thực ra là con người rất là chăm chỉ, có ý chí tốt và có sức khỏe tốt, và em rất là kiên cường trong lúc tập luyện như thi đấu. Mới đầu thì em cũng rất là ngại cái việc đấy, bởi vì theo quan niệm mọi người thì là chỉ có nam đi võ thôi, con gái đi võ thì có hơi cứng một tí, nhưng mà dần dần rồi thì cũng quen, tại vì bây giờ các môn võ rất là phát triển và nhiều cái lớp phong trào mở ra bên ngoài thì rất nhiều bạn nữ tham gia, thì em cũng không còn e ngại cái chuyện đấy nữa. Vượt qua những dãy núi cao, xách ba lô xuống đồng bằng là rất nhiều những bỡ ngỡ và khó khăn đối với Hà Thị Linh. Lần đầu tiên xa gia đình, xa những người thân yêu, cô gái lúc đó 15 tuổi phải tự lo cho bản thân. Rất may ở bên cạnh Linh là những người đồng đội cùng các thầy trong ban huấn luyện boxing Hà Nội đã chăm sóc bảo ban cô rất nhiệt tình. Khó khăn của em mới đầu đến tập luyện là các bài tập là rất là bỡ ngỡ, bởi vì ở nhà không có những cái bài tập như thế. Xuống đây như hẳn như chạy thì chạy bền khoảng 10-15 phút đấy, thì đến lúc nghỉ là rất là đau bắp chân, bắp đùi. Bài chống đẩy thì đau vai và đau bắp tay lắm. Nên là về nhà cứ phải xoa bóp, thả lỏng cho nhau để đỡ đau ấy. Phải mất vài tháng đấy ạ. Thời gian cứ trôi nhẹ nhàng như một cơn gió, cuốn theo đi những giọt mồ hôi lăn dài trên má, những vết bầm tím sau những buổi thi đấu cọ sát trên sàn thi đấu. Nhưng chính điều đó đã giúp tôi rèn bản lĩnh và khiến Hà Thị Linh cứng cáp lên rất nhiều. Thật bất ngờ khi thành tích đầu tiên mà cô đạt được đó là tại giải boxing trẻ quốc gia năm 2012. Tấm huy chương vàng giành được như một động lực tinh thần to lớn để Hà Thị Linh tiếp tục phấn đấu bước trên con đường trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Giải đấy em gặp rất nhiều đối thủ gọi là ngang sức của mình ấy, em phải rất là cố gắng thì mới giành được tấm huy chương vàng. Từ khi em giành được cái huy chương vàng đấy thì em thấy bản thân mình là có khả năng và em cảm thấy yêu cái môn này hơn, thì bản thân em đã tự nhủ là em phải cố gắng để còn tiếp nối bước theo của các chị lên đội tuyển quốc gia. Ở trong phòng tập của đội boxing, bức ảnh Hà Thị Linh nâng cao tấm đai vô địch được treo trang trọng bên cạnh lá cờ Tổ quốc cùng những vận động viên của Hà Nội đạt thành tích cao trên đấu trường quốc tế. Linh giống như biểu tượng với tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên không ngừng để các vận động viên trẻ phấn đấu, học hỏi. Cái tấm ảnh đấy em được treo lên thì bản thân em rất tự hào và cũng là một cái động lực cho em để cho các em nhỏ noi theo. Bức ảnh đấy là cho bọn em quyết tâm tập luyện ạ, để noi gương theo chị ấy và đạt những thành tích cao nhất.
chị là chị tập trước em ạ. Hay là chị có những kỹ thuật gì sai chị sẽ chỉnh sửa cho bọn em, chị sẽ nhắc nhở bọn em chỉnh cho đúng ạ. Mỗi võ sĩ đều có cho mình những món đòn tủ, được xem là bí quyết để đưa họ đến với những tấm đai vô địch. Đối với Hạ Thị Linh, những cú đấm uy lực bằng tay phải chính là thứ vũ khí được cô mài giũa mỗi ngày. Ngoài ra, Linh cũng chú trọng đến những bài tập thể lực nhằm nâng cao sức bền cho bản thân. Có những buổi tập khi mà các võ sĩ đã kết thúc, nhưng Linh vẫn một mình miệt mài bên những dụng cụ boxing để tự rèn luyện mình. Các bài tập em đã cố gắng là tập thật nhiều các đòn về tay phải đấy. Em cố gắng là phát lực. Khuất lấp sau những giải đấu trong nước, lần đầu tiên bước ra đấu trường khu vực, Hà Thị Linh đã khiến tất cả phải bất ngờ. Tại trận chung kết boxing nữ hạng 64kg ở SEA Games 2013, sức ép dành cho cô là không hề nhỏ khi đối thủ là vận động viên của nước chủ nhà Myanmar. Bầu không khí trên sân vô cùng cuồng nhiệt, cùng những sự ưu ái vô tình luôn được dành cho đối phương là một thách thức không nhỏ đối với Hà Thị Linh. Song với bản lĩnh, sự tự tin cần có của một nhà vô địch, Hà Thị Linh đã xuất sắc hạ gục đối phương để bước lên bục nhận giải cao nhất, không giấu nổi niềm vui trong ngày đăng quang và chính thức đi vào lịch sử của làng thể thao Việt Nam khi trở thành những người đầu tiên giành vàng SEA Games về cho Tổ quốc. Xen lẫn nụ cười hạnh phúc là những giọt nước mắt rưng rưng cảm xúc lăn dài trên khuôn mặt của nữ vận động viên trẻ tuổi. Em thật sự là vui mừng bởi vì khi đó là mình không có người cổ vũ, bởi vì là nước nhà, nước bạn. Bạn ấy, tất cả các người dân đều cổ vũ cho bạn ấy và cảm giác như là cả cái khán đài đấy muốn vỡ òa khi là trận đấu của em bắt đầu. Và em đã cố gắng là mình phải chiến thắng bạn ấy. Thì lúc công bố kết quả thì em rất là bất ngờ, bởi vì không nghĩ là cái sức mình có thể chiến thắng được bạn ấy. Từ trước khi năm 2013 chúng ta về boxing nữ chưa có huy chương nào cả, vàng nào cả. Thì em Linh và lúc đó là thời gian cả Lưu Thị Duyên và Hạ Thị Linh của chúng ta đã thi đấu ở cái trận đó, và em Linh thi đấu sau trận em Duyên ở hạng cân 64 cân, và gặp đối phương chủ nhà đội Myanmar cũng rất là mạnh. Nhưng cuối cùng nỗ lực, phấn đấu, ý chí, thì phải nói rằng ý chí chúng ta đã vượt qua đội chủ nhà và thắng thuyết phục. Và cái trận đó là chúng tôi cả ban huấn luyện rất là vui mừng khi đem được vị trí huy chương vàng thứ hai và lần đầu tiên boxing nữ giành được ở đấu trường SEA Games. Năm 2014, trên bước đường khẳng định vị thế là nữ võ sĩ số 1 ở hạng cân 60kg, Hà Thị Linh đã vấp phải vật cản rất lớn, đó là người đồng hương Lưu Thị Duyên. Thất bại năm đó khiến cho nữ vận động viên sinh năm 1993 hoàn toàn bế tắc. Áp lực như đè nặng lên đôi vai của Linh, bởi lúc đó cô được xem là thần tượng trong mắt rất nhiều vận động viên trẻ, đặc biệt là sau chức vô địch tại SEA Games 2013. Đã có thời điểm, Linh nghĩ đến việc giải nghệ, từ bỏ niềm đam mê của mình. Bản thân em lúc đấy là rất là nản, bởi vì mọi khi là đối thủ của em đều là ở dưới tầm của em, nhưng đến khi gặp Duyên là bạn ấy là ngang tầm và trên tầm của mình nữa cơ. Bản thân em đã rất cố gắng và năm 2016 em đã chiến thắng bạn ấy. Để có cơ hội gặp lại được bạn ấy thì các thầy giúp em, thì các bài tập các thầy đưa ra là chiến thuật là phải nhanh nhẹn và cố gắng phát huy cái lực, cái điểm mạnh là cái tay sau của em, cái tay phải của em, để và các cái lối đánh để phá lối đánh của bạn Duyên, và em đã làm được. Thất bại lại một lần nữa thử thách ý chí của Hà Thị Linh. Tuy nhiên sau nhiều băn khoăn trăn trở, được sự động viên rất lớn từ người thầy của mình, huấn luyện viên Nguyễn Như Cường, cùng sự nỗ lực tập luyện của bản thân, Hà Thị Linh đã quyết tâm đòi lại món nợ từ người đồng nghiệp tại giải boxing và võ cổ truyền các vận động viên xuất sắc toàn quốc 2016. Trận chung kết tối hôm đó tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo giới chuyên môn, người hâm mộ boxing cùng giới truyền thông. Trước sự cổ vũ đông đảo của những đồng nghiệp tại đội boxing Hà Nội như tiếp thêm tinh thần để Hà Thị Linh giành chiến thắng thuyết phục trước Lưu Thị Duyên, một chiến thắng ấn tượng nhất trong sự nghiệp thi đấu của nữ võ sĩ dân tộc Tây. Thì cũng là rất là chăm chỉ tập luyện và rất là có ý thức tự giác, có một cái tinh thần rất là cao.
Chị Linh là một người rất nỗ lực trong việc tập luyện ạ. Chị cố gắng hoàn thành rất giáo án của chuyên gia đã đưa ra để tập luyện ạ. Tinh thần của chị là 100% khi lên đài thi đấu ạ. Bọn em rất là hãnh diện với chị ạ. Ban huấn luyện đội boxing Hà Nội vẫn nhắc nhiều về tấm huy chương vàng Đại hội thể thao toàn quốc năm 2018. Bởi thời điểm đó, Hà Thị Linh mới sinh con đầu lòng. Cháu được 4 tháng tuổi, cô đã xin phép được tập luyện trở lại để quyết đấu giành huy chương vàng về cho đơn vị chủ quản. Câu chuyện cổ tích lại một lần nữa được viết lên. Chức vô địch ở hạng cân 69kg cùng khoản thưởng theo quy định là 27 triệu đồng từ Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đủ cho cô và gia đình có một cái Tết ấm cúng. Cũng là bản thân em muốn quay lại bởi vì em cũng yêu môn boxing này. Thì em quyết tâm là mình quay trở lại bởi vì cũng là vừa có cái đại hội 4 năm có một lần đấy ạ. Em đã cố gắng và em đã chiến thắng, có huy chương vàng đại hội ạ. Tương lai của em thì em sẽ cố gắng là phấn đấu các giải lớn hơn. Sắp tới có giải châu Á thì em sẽ cố gắng là mình sẽ có một cái thể lực tốt để đi tới giải đấy. Đang bước vào đội 9 của sự nghiệp, Hà Thị Linh chính là gương mặt sáng giá của boxing nữ Hà Nội cũng như đội tuyển quốc gia. Kinh nghiệm thi đấu được tích lũy qua nhiều giải đấu, cùng với đó là nền tảng thể lực sung mãn với những cú đấm thuận tay đầy uy lực, chính là hành trang quý báu của Hà Thị Linh trên bước đường thi đấu boxing chuyên nghiệp để tiếp tục mang về những tấm huy chương quý giá cho thể thao Việt Nam. Trong chương trình tuần sau, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về hành trình vươn tới đỉnh cao của tiền vệ này.